Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại video tiếp theo của mấy anh em mình nhá. Bây giờ hiện tại là anh em mình đang trong khu rừng này và mình đang đi tìm cây mật nhân mọi người ạ. Mình sẽ tìm một cây nó to một chút để ở đây thì cũng rất nhiều cây to rồi, nhưng mà muốn tìm một cây to hơn nữa để lấy được cái chất lượng, cái chất thuốc trong cái cây đấy nó ổn định hơn, tức là nó đạt được cái mình mong muốn hơn mọi người ạ. Thì là mình phải tìm một cây to hơn, nó sẽ được già hơn. Gốc này cũng to này. Gốc này cũng tương đối này. Đấy, gốc này nó cũng tương đối này. Đây. Đây, mọi người. Gốc này là tương đối này. Đây bên trong này nó còn gốc nữa này. Ây da. Lỗ gì đây? Hang gì đây? Tuyên nhìn cho anh cái này nhá. Để anh tính cho anh xem nào. Nhìn thôi, cứ từ từ thôi, để hãng nào để quyết định tìm cây nào. Đây này. Ui, mà cái này to thôi rồi. Ừ, nhưng mà để đi tìm cái địa hình của nó, xem cái địa hình nào là mình dễ làm. Dưới này ăn nhiều đá. Ơi mọi người, ăn trong này thì muốn tìm cái cây nào nó cái địa hình nó dễ thì là nó sẽ dễ làm hơn. Đá à Tuyên? Cây gốc to bên trên sao? Gốc to bên trên kìa. Hả? Ở chỗ cái hang ấy. Ấy Tuyên nên kiểm tra đấy, chỗ đấy đi. Để anh đi ở đây xem là còn gốc nào nó to nữa không. Đấy mọi người nhá. Thì là đi tìm những cái bụi nó to để lấy được cái chất lượng thuốc nó ổn định. Nó nhiều chất thuốc ấy. Chứ những cây nó non thì cái chất lượng nó chưa được như cái ý mình mong muốn mọi người ạ. Đây cũng còn một vài cây nữa nhưng mà bé. Nên kiểm tra cái cây to anh vừa ấy bảo ấy Tuyết ạ. Nó cũng cây vừa ở đây nó cũng rất là nhiều. Nhưng mà mình thì muốn tìm những cây nó to thì cái chất thuốc của nó ok hơn. Cái đất ở đấy dễ nào không? Mở rộng cơ, dính đá à? Đá dăm chắc đéo đã đào rồi. Đây xem này. Chuyện một bụi. Ui, mẹ đá đấy. Không đào được đâu. Lại hòn đá ra này. Cái hòn đá to này chỉ xem. Đã, đi. Đi tìm đi. Đấy, cây tôi đúng. Như đây là tầm vương đá đó chồng. Đi là cái thoải rừng đợt trước mà chồng đào cây khủng nổ ấy. Đây nhiều đá. Cây chưa vàng. Hả? Không. Đây.
Hôm ấy là mình đi từ bên này sang đúng không? Đúng rồi chồng. Đây nha mọi người nhé. Sau khi phát hiện được cái gốc rất là to. Đấy, thì bây giờ anh em mình sẽ đào. Đấy, đào xa như thế rồi. Anh cắm cái gốc của nó ra ngoài anh cựa thì là nó không bị quật lại. À, 15 kg. Ừ. Đây thì của đây này. Trên mặt cao. Đất mềm đúng không Tuyên? Cái dây chỗ này là anh Phương. Đấy. Được rồi, thế được rồi. Cho gọn cái cành con vào đây. Gốc này to. Đây mọi người nhìn này. Gốc này chất này. Nó đây. Mềm đấy. Dễ này. Dễ này. Dễ. Dễ bò luôn lên trên này. Thơm nhỉ? Cây này cứ mở vào cái đã thấy thơm rồi đặng rồi lắm. Dễ đấy. Bận lắm mà anh em vẫn cố gắng đi đào. Em thụ đi đào cho mọi người. Cái đào thì những cái cây đấy kêu có là mọc trên đá. Đá. Không ăn được. Không ăn được. Mình vẽ ra cho anh đào để được vào mặt. Minh Phương lấy cái răng cào có bành bành lấy bộ răng cào mày mày sao mày cào hai người cầm chân này anh Phương anh Phương qua đi để em đi ra cái điện thoại đây. Đây mềm củ to đùng. Củ thơm lắm. Hương phức luôn. Đấy mọi người, một gốc rất là to. À, mọi người thấy chưa? Nhưng mà chỗ này hơi bị nguy hiểm. Nguy hiểm. Cần đào cẩn thận. Dưới này là vực như cả nhà. Dưới này nó sẽ có nhiều khả năng mình sẽ đi tìm thêm vài tổ ong. Dưới này nó là vực ấy. Ở vách đá. Đấy. Cả nhà nhìn thấy vực không? Vực là sâu trong này, vực này ngã cao chết. Cây này là đẹp này. Anh Tài đang được quay vào đây. Cây này rất là to. Đấy. Đấy. Đưa máy đây. Mình đi xuống đây tìm xem nào.
cái vách đá này có thấy được cái tổ ong nào không? Đây mọi người, đây một cây gốc mật nhân to. Đấy mọi người thấy chưa? Bây giờ mình sẽ xuống nuôi đoạn vách đá này mình tìm, có khi mẹ phát hiện được tổ ong khoái thì mẹ đẹp. Nhưng mà đi ở đây rất là treo leo nguy hiểm. Ừ. Hang gì đây này? Đâu? Không. Hang mục thôi. Đấy thì thực ra nó cũng không có gì. Nhìn từ đằng xa đây có thể này. Ui. Đấy. Ong khoái nó rất thích nằm ở những cái vách đá mọi người ạ. Nó rất thích nằm ở những vách đá. Cái lỗ đá rất là sâu mọi người. Mọi người thấy chưa? Vách đá hang hốc này. Đấy. To nước cây gì. Đấy. Đi ngược lên trên này đi. Đây, những cái hàng như này nó sẽ rất dễ có ong. Đấy. Dễ có tổ ong. Ong mật, ong khoái, ong đất. Đấy. Đấy là đi rừng nó rất là sướng ở cái chỗ này mọi người. Đấy, đá rất là to, cây cối, vách đá. Đấy, gốc thông mọi người, thông rất là cổ thụ lâu đời. Dưới kia là suối nước mọi người nhé. Vách đá rất là treo leo. Ui. 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 Đã lên được đây. Sếp ơi. Ui giời. Đi được vòng. Trong dưới kia là măng gì đấy? À, tre gì đấy? Tre lứa. Chưa có măng gì. Ừ. Chồng ngồi xuống xe là kín người chứ. Măng ở bên trên. Bây giờ mình đánh góc bên kia có bẻ được. Đấy, bẻ được. Không, không.
bên trên, khả năng là vợ bên trên thật. Mình đánh bên trên thôi, và mình ngang nó. Bên trên, ngang. Ngang. Chọc bên trên nó. Không thương chữ. Tuyên quét nó hất ra bên kia. Mình xem nó như này. Cái cây này nó mới đạt được cái chất lượng tốt mọi người. Đấy, dễ đấy. Khả năng trúng cực cực. Đấy, thấy chưa? Đấy. Đấy, nhỉ? Dễ đấy. Cua, ăn vắn đây. Đấy, chỗ đấy nữa. Bởi vì lúc chồng đạp vợ chồng nó dùng dùng đến đấy. Đấy. Nhìn đi luôn. Đấy, dễ đấy. Ui, dễ to phết đấy. Từ đây nó ăn lên đây nhỉ. Ăn xuống. Đấy lại là dễ khác, chưa này đấy. Nó có mấy dễ nó mới giữ được như thế. Thấy chưa? Chặt, chặt. Rồi, từ từ. Để xuống đây. Đấy, mọi người. Xem đá xem nó dùng ở đâu nhá. À, dưới các. Chỗ này à? Ừ. Chân tiên. Đúng rồi, chỗ đấy á. Đây. Đây. Đây còn hái dễ to lắm. Đây. Đồ đồ đồ. Một cái đi sang bên kia, một cái sang bên này. Thế làm sao mà đồ. Cây dễ đỏ này. Dễ đỏ không phải. Dễ đỏ là cái cây này. To. Uỳnh uỳnh uỳnh. Không, dễ này không phải. Dễ đỏ không phải. Dễ trắng kìa. Dễ đỏ này chắc dễ thông như thế. Đỏ dễ cái này. Mình mong tuổi. À, khu vực cây này anh nhỉ. Hai cái đấy này nó đủ ra đấy. Ừ. Mẹ dễ này nó to này. Đấy. Này. Ừ. Con này là con to này. Ngon ngang sang. Ui xong. Một cái xuyên thăm một cái trong bên này nhỉ. Ừ. Đấy, nó chỉ có hai cái đấy thôi. Nó cặp này thôi. Cái cây này lên rồi. Đấy. Em. Mọi người chơi cái vải. Chơi cái củ này. Nó chắc lắm nhỉ. Ừ. Dễ này là dễ to.
vẫn lộ ra cái to. Hay là cái đấy nó lộn xuống. Ừ. Đấy, cái đấy. Lộn ra đấy. Này, nó tắt. Đúng. Có một tay. Đó. Ra đấy trong ba anh em tập trung một kéo. Rồi. Đi, đi, rồi. Đây còn dễ to nữa này. Đúng không? Dây đi. Dây vừa đâu không? Xoáy. Cầm ở đấy xoáy. Đó. Đó. Đấy được rồi. Nhấc đi. Chưa được, vẫn chắc lắm. Chưa được chắc. Đấy. Đấy, đứt rồi đấy. Ủa, nó lại. Nó lại 30 cân. 30 cân. Cứt. Đây. Đưa này. Nó còn dễ to đây. Mày bới dễ ra, chặt thì dễ cho anh. Anh xem cái cây này nè. Nhìn cơn kìa. Không sao đâu. Nào, đưa. Chỗ nào anh? Anh cho người ra đi. Để chặt chặt đi. Chuyện sớm sớm em đi. Đấy, mọi người thấy chưa? Thấy là cái củ này nó khủng khiếp nào chưa? Đấy. Đấy, dễ rồi đấy. Củ này giá trị chăng nhỉ? Ừ. Này là củ chất lượng. Người thấy chưa? Thấy chưa? Cái này nó mới có giá trị về cây thuốc, thấy chưa? Nó to, nó giá trị về cái chất thuốc ở trong cây, nó như kiểu nó lâu năm ấy, thấy chưa? Đấy mọi người thấy chưa? À. Cây khủng. Đưa mọi người đưa dao đây cho anh, để chặt cái rễ nó ra. Anh ra đây, anh Phương đứng trong bên này giữ này, cho anh Tài chặt đi. Thơm thế. Trên dưới đây mọi người xem cái gì vậy? Xoay, xoay. Đây. Chắc nó phát đứt. Cho nó nằm xuống. Tuyên số đào nữa. Hai Tuyên ngồi vừa. Cây này nó bắn ta là bắn. Chặt nó ra. Cũng khó. Ý.
cái củ biếu này mới là củ nhiều chất này. Như kiểu là cái đùi gà ấy. Nó như kiểu là cái u cục á. Thơm ngát mọi người. Thơm như mùi sắn dây. À, chú em đây để hẳn xuống. Nó cũng không hẳn mùi sắn dây chồng nhỉ. Mới đầu ngửi cảm giác nó giống mùi sắn dây thôi. Ăn thử một giấm nhỉ. Ăn đi. Ngọt không? Ngọt đấy. Thẳng lắm. Ô anh. Xoay đi. Em chuyên nhặt những cái miếng anh chặt này rồi. Bao nhiêu công sức mới đào được nó lên đấy. Nên phải nhặt hết từng miếng này. Để làm thuốc. Về để đun uống, đun mình uống. Anh Phương anh bảo không mang cưa đi, cưa làm sao được ấy. Cưa đấy. Đang cưa đấy. Cưa này là cưa chạy bằng cơm. Cưa máy chạy bằng cơm. Hơn cả cưa. Hơn cả cưa thật. Em lấy được ông tài là may đấy cả nhà. Ông khỏe mạnh. À, lo lúc nào ông sốt sổ mũi hay là chảy nước mũi hay là cảm cúm gì cả. Ông khỏe băm băm vậy. Covid tới còn phải chạy mất dép không? Nhanh cả nhà Covid mình ông không sao cả. Mà ngày ngày vẫn sinh hoạt bình thường. Rồi, vừa đấy. Rồi, dám dám đi. Vãi cả trong một. Đấy. Con này mà ui trời ơi nó vẫn ngon này. Trồng quá của này đi xem. Nếu là cái này này. Cái này cái chất thuốc của nó mới đủ cái giá trị. Rồi chưa? Rồi, nào. Cho đây. Rồi, anh em mình sẽ kết thúc video đây để đi đào tiếp chứ nếu mà quay hết thì rất là mất nhiều thời gian. Mọi người xem video thì nhớ like đăng ký kênh ủng hộ cho mình cũng như ủng hộ cho toàn thể anh em trong team Sáu Âu Thực Vùng Cao. Và nếu mọi người sẽ có nhu cầu về những cái sản phẩm từ thiên nhiên của anh em mình, ví dụ như cây thuốc mật nhân đấy, và cao chân, cao rắn hổ mang, lấm linh chi, mật ong rừng, thì mọi người sẽ liên hệ trực tiếp với số của mấy anh em mình nhé. Xin chào tất cả mọi người nhé. Chào tất cả mọi người nhé.